trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nhiều doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân ở các địa phương trong tỉnh đã tích cực đưa các sản phẩm thực phẩm an toàn lên sàn thương mại điện tử mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm các doanh nghiệp hợp tác xã và người dân đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ đổi số trong truyền thông sản phẩm truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị đồng thời các tổ chức cá nhân ngày càng hoàn thiện nâng cao chất lượng đáp ứng được tiêu chí của các siêu thị sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh các ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương quan tâm đào tạo tập huấn và hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã người xây dựng video thương hiệu để quảng bá trên nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội Đến nay, nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh được quảng bá giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử như Voso.vn, Botmax.vn, Lazada, Shopee, Tiki. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có trên 87.200 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Botmax.vn, chủ yếu là các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương và sản phẩm có chiết xuất nguồn gốc. Thông qua việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh và giúp các doanh nghiệp hợp tác xã tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 đến 20% một năm.